Mình sẽ gọi là Ngọc Dung Cun chính thức open rồi anh em ơi. Tặng cho anh em 3 cốt tân thủ cực kỳ là hấp dẫn nha anh em. Ngoài ra thì có phiên bản PC, Android và iPhone cho anh em. Tất cả phiên bản thì đều có mod kỳ là xịn sò cho anh em nhá. Anh em bấm góc màn hình bên tay trái là nó sẽ hiện ra mod cho anh em nhá. Nhớ lên ngay ngocdungcun.com để tải và chiến cùng mình nhá. Hello anh em, thì bắt đầu clip sau thì mình sẽ có một cái event 5k thẻ vàng cho tất cả anh em nhá. Đấy, điều kiện sẽ là nếu anh em đủ 5k view và 250 like thì sẽ có event là 5k thẻ vàng cho 5 bạn may mắn nha. Mỗi bạn là 1k thẻ vàng. Và tiếp tục là nếu mà không đủ thì chúng ta sẽ có một cái event là 400 thỏi cho 2 bạn may mắn. Mỗi bạn sẽ được 200 thỏi nha anh em. Cho đây là các anh em xem clip của mình thì nhớ comment tên nhân vật kèm server cool mà anh em đang chơi nhá. Đấy, và kèm theo một cái comment ý nghĩa gì đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ đến với clip ngày hôm nay luôn nhá anh em. Hello anh em, clip hôm nay thì mình sẽ gọi là làm một cái clip úp con Lamex nha. Làm thế nào để có thể úp con Lamex nhanh nhất anh em nhá. Anh em cùng đó xem hành trình nha. Hiện tại thì mình mua bùa đầu tiên anh em ạ. Đấy, và thì mình sẽ đi làm thêm một chút nhiệm vụ anh em. Thì bắt buộc anh em mà muốn úp sức mạnh nhanh ấy thì anh em phải làm chút một số cái nhiệm vụ gọi là đơn giản của game trước nha anh em. Thì ở cái bên này thì mình thấy là cái nhiệm vụ ấy thì nó khá là khác với Ngọc Dòng Online ấy, anh em. Đấy, với lại là làm thì nó cũng khá là dễ thôi. Anh em chỉ cần bỏ ra khoảng 10 phút là anh em có thể làm xong được anh em ạ. Đấy, nhiệm vụ thì khá là đa dạng và mới lạ cho anh em mình nhá. Rồi, thì bây giờ chúng ta thử làm một chút nhiệm vụ nữa nha. Nhớ là lên lưng cái đậu thần cấp 10 nha anh em. Nhận thêm cả đệ tử nữa. Và nhận thêm cả ngọc miễn phí để anh em mình có thể là không bị chết nha anh em. Đó, xài cứ gọi là xà láng luôn anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa? Nhập cốt để anh em mình có đầy đủ item để có thể hỗ trợ nha anh em. Em nhớ là mua thêm tự động tập luyện để anh em mình có thể là pem quái cho nó nhanh nhẹn nha anh em. Đấy, thì anh em mua khoảng tầm vài trăm phút là ok rồi, không cần mua nhiều quá nha anh em. Đấy, như mình thì mình mua khoảng vài trăm phút thôi. Và mình có mua thêm đồ và ngày hôm nay thì mình có làm thêm tầm một củ nữa để mình có thể chế tạo được con lick Lamex VIP anh em ạ. Đấy, thì anh em đổi thì anh em chỉ việc là bấm vào Santa này, sau đó anh em bấm vào quy đổi. Đó, thì anh em đổi một củ thì được khoảng 3.7 nha anh em, cũng khá là hấp dẫn luôn, được thêm 370 đá bảo vệ nha. Đấy, rồi thì bây giờ mình sẽ gọi là tiến hành đập đồ, đập khoảng tầm 7 đến 8 sao để úp con này cho nó nhanh. Anh em nhớ trong shop cool là có rất là nhiều cải trang nhá, nhưng mà hiện tại mình thấy cái cải trang gọi là thần gốt này thì nó cũng khá là ngon. Đấy, thì chắc là mình sẽ mua cái cải trang thần gốt này nha, mong là nó sẽ được một cái chỉ số ngon anh em ạ. Đấy, kéo nào. Wow, sức đánh tận 35%. Đối với một con nick Lamex như thế này thì nó cũng thật sự là ổn áp luôn anh em mình ơi. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành đập đồ anh em ơi, để đập cho nó lên một cái set ok để mình úp cho nó nhanh anh em mình nhá. Sau khi mà chế tạo xong thì mình cũng đi lâng đồ cho con lick này thôi. Đấy, mình chỉ sử dụng khoảng set 7 sao là ok rồi anh em ạ. 8 sao thì cũng không cần thiết lắm vì nó hơi tốn kém anh em ạ. Đấy, thường thì đập thì mình sẽ thường đập là 100 lần một phát, cho nên là tỷ lệ nó cũng nhanh lên lắm anh em ơi. Đấy, anh em thấy không? Một set 7 sao như này thì úp nó phải gọi là quá là phê. Wow. Vậy là mình đã xong một set 7 sao sức mạnh tiềm năng thì mình có mua thêm là full đồ gọi là cái găng ấy. Đấy, mình mua khoảng găng từ cấp thấp đến cấp cao hết cỡ để xíu nữa mình có điều cần thì mình sẽ dùng luôn anh em ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đi đâu rồi? Đấy, đi làm nhiệm vụ một xíu anh em ạ. Sau đó thì đi úp sức mạnh thôi chứ còn gì nữa đúng không? Mình có xin một cái bang của Lick Teaming ấy. Đấy. Thì cái map mà úp sức mạnh nhanh thì anh em có thể qua ngay map gọi là map Ngũ Hành Sơn nha. Thì cái địa chỉ của nó thì ở bên làng Aru, anh em bấm vào ông Đường Tăng là anh em mình có thể là qua cái map Ngũ Hành Sơn này để úp nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành là úp thử cho anh em mình xem nhá. Đây là cái cách úp cực kỳ. Hiện tại thì mình đã có mặt ở trong bên map Ngũ Hành Sơn rồi. Thì mình đang cho Lick Teaming kéo tiềm năng một chút. Tại vì mình có một cái quan niệm với lại cái kỹ năng chơi game của mình ấy, thì với cái con game này thì mình sẽ để cho một nick khác nó kéo tiềm năng, sau đó thì mình sẽ cộng vào để mình đi làm nhiệm vụ một chút, còn lại thì mình sẽ gọi là thế nào nhỉ, còn lại thì mình sẽ
để lại sức mạnh. Sau đó thì về sau đệ lên 150 triệu thì mình sẽ tiến hành là mở skill con đệ và úp ở trong này thì nó sẽ rất là ổn áp anh em ạ. Và đây là chỉ số sau khi mà mình cộng xong khoảng 5 tỷ tiềm năng sức mạnh nha anh em. Mình có đi làm thêm nhiệm vụ nữa để mình có thể qua được full map, có thể úp được đệ tử nữa anh em ạ. Đấy, lick của mình thì mình chỉ để khoảng tầm vài triệu sức mạnh thôi, nhưng mà cái tiềm năng nó rơi vào khoảng tầm vài tỷ luôn anh em ạ. Đấy, thì anh em cứ học hỏi theo cách này của mình thì úp nó cực kỳ là hiệu quả luôn anh em mình nhá. Mình cũng muốn cái sức mạnh của mình lên một tí thì mình có vào trong cái map ngoài sơn mình úp tiếp. Tại vì là mình cũng đã đủ cái chỉ số để úp trong cái map này rồi. Thì có một số bạn hỏi là tại sao mình lại kiểu mình lại úp được nhiều tiềm năng như vậy. Thì cái vấn đề là anh em phải cho sức đánh nó cao lên một tí thì sau đó thì anh em mới đi úp nha. Chứ anh em để sức đánh nó thấp quá anh em đấm thì nó bị trừ là phải rồi anh em ạ. Rồi, anh em nhớ là ở trong siêu thị ông Uron là nó có bán đầy đủ các sách, và khi anh em mua sách là hoàn toàn là miễn phí, dùng ngọc free để anh em mua nhá. Cho nên là skill gần như là cho miễn phí rồi, thì anh em mình chỉ việc là bỏ chút thời gian và ra học skill luôn nha anh em, quá là ổn áp luôn. Đấy, thì trong cái bản này thì có cả hỗ trợ cho anh em bật hào quang và các kiểu luôn, hào quang đặc biệt và hào quang sức mạnh nữa anh em ạ. Đấy, anh em thấy nó có hấp dẫn không ạ? Cái bản ở trên web ấy thì nó hỗ trợ luôn cho anh em mình mở kiểu là nội tại theo tool nha anh em, rất là nhanh luôn. Cho nên là anh em chỉ việc bấm vào, anh em bấm sẽ tất cả anh em chọn cái nội tại cần mở là nó tự mở cho anh em mình nhá. Lưu ý là ngọc anh em cần nhận nhiều một tí nhá, tại vì cái bên này mình thấy là nó mở cái nội tại này hơi lâu một chút, nó loanh quanh khoảng 3 đến 4 phút mới mở được cơ. Cho nên là anh em cần chú ý anh em mình nhá. Không nói nhiều nữa, hiện tại mình còn dư khoảng 33 tỷ tiềm năng sức mạnh rồi. Đấy, đấy là những cái gì mà mình úp được trong buổi hôm nay. Mình bỏ ra khoảng 20 phút mà với lại 1 đồng để mình mở thành viên nữa. Đấy, và kèm theo đó là một chút tiền để đầu tư cho nick này, loanh quanh khoảng 1 củ, nhưng mà mình dùng hiện tại chỉ tốn có một tí thôi. Đấy, mà mình đã lên được một con nick như thế này rồi thì là anh em chơi hiện tại, nếu mà anh em mới chơi thì chọn ngay cho mình một con Namek để có thể được bá như của mình nha anh em. Đấy, rất là mượt luôn. Game thì anh em thấy không, nó mượt lắm. Đấy, thì anh em chơi có thể vào ngay là dùng cool.com để tải và chơi của mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Nhớ là có úp map úp set kích hoạt riêng nhé anh em.